Hello, xin chào mọi người nha. Em lên sóng chiếc CBR 650F nha mọi người. Bản này là bản F nha. Xe này là xe một đèn nè, đèn LED 2 tầng. Rồi em quay tổng thể cho mọi người xem nha. Đó, nước sơn là bóng váy nha mọi người. Xe này chủ giữ kỹ lắm, không một vết chạy luôn nha. Đó, em quay từng chi tiết cho mọi người coi luôn nè. Máy nè. Biển số là biển số Sài Gòn nha mọi người. Biển số 9 nút, đuôi 79 Hyundai tài luôn. Đang xin dĩa ha, zin theo xe luôn nha. Mới luôn, mấy cái chi tiết. Chìa khóa là còn đủ hai chìa nha mọi người. Rồi xe lên một số đồ chơi cơ bản thôi. Như đầu tiên là bô nè, bô kẹt bon xịn nha mọi người. Mà nó không phải chính hãng đâu, nghe lực lắm. Rồi chống đổ nè. Kính chắn gió nè. Lên đồ chơi cơ bản vậy thôi. Đó. Có lên cặp rod năm mới luôn nha. Đắt này là đắt mới luôn nha mọi người, 95% luôn á, mới như là mới luôn đó. Xe nè, dạng đĩa ABS nè, đĩa thẳng lắm nha, sáng chân nè. Rồi quay ra ô đô cho mọi người xem ha. Xe hôm nay xe đi là 19.000, ô đô là 19.382 km nha. Em nổ máy mọi người nghe thử ha. Hàng xóm la. Rồi ok. Rồi giá hôm nay em bán xe CBR 650F biển số Sài Gòn. Giá hôm nay là em bán 150 mấy triệu thôi nha. Có bớt cho anh em nhanh lẹ luôn. Biển số Sài Gòn 9 nút. Anh em có quan tâm liên hệ cho Quyền nha, 0933 688 219 nha mọi người. Rồi bye bye, cảm ơn mọi người nha.